Mới đây tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và công ty Retradex đã tổ chức Diễn đàn Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam 2019 với chủ đề giới thiệu chương trình kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại diễn đàn, đại diện Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đã cho biết, khi ngành điện tử Việt Nam và các ngành công nghiệp hỗ trợ có thể xây dựng được mạng lưới cung ứng và sản xuất được các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, thì việc tăng cường năng lực cạnh tranh và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ diễn ra nhanh chóng. Bên cạnh đó, việc tiếp cận thông tin và hỗ trợ từ các hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy đầu tư từ doanh nghiệp và nguồn FDI cũng là một bước mà các doanh nghiệp nên cân nhắc nếu muốn tạo ra đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư với Liên minh châu Âu IPA được đánh giá là cơ hội vàng cho hợp tác kinh tế giữa tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp điện tử nói riêng.